đã hoàn thiện xong công trình nha. Làm trang trí kết nối hai phòng thờ. Ba tấm chống khói. Chống khói Phúc Lộc Thọ nha. Ngư đồng. Một ngày vất vả của các anh em. Thợ sơn mặt đần như cất ngâm. Quá đẹp. Hoàn thiện bàn giao công trình.